Xuân Nhung Nguyễn giới thiệu cái nhà đây thành phố này. Mình đang đứng trên cầu Trần Thị Lý nhìn về phía trung tâm thành phố, những ánh đèn của trung tâm thành phố lung linh dưới mặt nước sông Hàn. Đây là thành phố rất là sạch sẽ và thành phố rất là đáng sống.